Không phải là cứ khi mình khỏe nhất, cứ khi mình có nhiều thời gian nhất là mình có thể đạt được kết quả tốt nhất đâu em. Nhiều khi, chỉ khi ở trong khó khăn, ở trong sự chật chội về lịch, sự eo hẹp về mặt thời gian, về nguồn lực, về sức khỏe, thì mình mới có thể tạo ra được những phút lóe sáng. Chào các em, chào mừng các em đến với chuyên mục chuyện kể Ology của Hoàng Ology English. Trong câu chuyện ngày hôm nay, thầy sẽ chia sẻ về 5 phút nghỉ ngơi. Có lẽ chúng ta rất là nhiều khi trong cuộc sống, ta sẽ cảm thấy bận rộn, bận bịu đến mức chúng ta quên mất thời gian để nghỉ ngơi. Có thể đây đó chúng ta cảm thấy mình chán nản, mất động lực, không còn sức khỏe và không còn năng lượng để có thể tiếp tục học tập hoặc làm việc hoặc là phục vụ cho gia đình của mình. Thì ở đây thì chia sẻ một cái câu chuyện trao đổi giữa thầy và một bạn trẻ, hy vọng hữu ích với ai đó trong số các em đang nghe. Đây là một học viên đang đi làm và đang học khóa TOEIC online của thầy. Bạn có chia sẻ là: thưa thầy, đợt gần đây công việc em nhiều quá, họp hành, báo cáo bất thường rất nhiều, về nhà đêm hôm vẫn phải liên lạc, xử lý nhiều vấn đề. Công ty em là công ty sản xuất, làm 3K nên hoạt động 24/24 thầy ạ. Em lại làm ở bộ phận liên quan nhiều, trực tiếp đến sản xuất. Em cũng không có sắp xếp được những khoảng thời gian ngắn ở trong ngày. Nhiều khi đến tận lúc về, em mới thấy cả ngày mình chưa uống được miếng nước nào cả. Có khi em bận đến quên cả đi vệ sinh, đến mức mà mình bị đau cả bụng. Ăn uống thì cũng dành ra lúc nào là chạy đi ăn lúc đấy. Bình thường là được ăn trong 30 phút, mà giờ thì có khi chỉ 15 phút là đã phải ăn xong rồi. Có khi đã cố gắng xử lý công việc xong để về lúc 6 giờ, tức là đã quá thời gian overtime mất 1 giờ rồi, thì đột nhiên sếp lại gọi lại để đi họp gấp. Thế là lại tiếp tục xử lý công việc bất thường. Em thì giờ cũng lên leader rồi, lên trưởng nhóm rồi, lãnh đạo rồi, nên trách nhiệm cũng phải nhiều hơn các bạn khác nữa. Nhiều khi các bạn làm không hết việc hoặc bận phải về thì mình lại cũng phải cố làm nốt phần công việc đó cho cả nhóm. Khi về đến nhà, cơ thể cũng đình công. Có khi em tỉnh dậy mà nhớ là mình vừa dậy trước thôi, vẫn còn ngồi học mà. Không hiểu sao em kiểu như không có giai đoạn buồn ngủ luôn thầy ạ. À, vừa dậy trước tỉnh, dậy sau là đã ngủ đến sáng mất rồi. Nghĩ lại, có lẽ mấy ngày qua em cũng đang để mình rơi vào tình trạng hơi bị trạch đường ray một chút mất rồi. Từ chính giây phút này, em đặt quyết tâm phải cố gắng hơn nữa. Nhất định em sẽ đi tiếp và phải đi thật tốt. Ít nhất là tiếp tục gắng hết sức mình để hành trình 3 tháng này. Nếu có phải nói hai từ hối tiếc, thì chắc chắn đó cũng không phải là hối tiếc vì mình đã không cố gắng hết bản thân mình, không đủ quyết tâm và nỗ lực thầy ạ. Đó là chia sẻ một bạn học viên của thầy hiện đang làm công ty Nhật. Thời điểm này là trong khóa học và giai đoạn bạn chia sẻ điều này bạn đang khá là căng thẳng. Rất may đến bài thi giữa kỳ thì bạn cũng đã đạt được số điểm 900 điểm. Thì bài thi giữa kỳ thì nó ở cách đây, cách cái tâm sự này một khoảng thời gian sau một vài tuần. Thì đây là câu trả lời của thầy đối với bạn khi bạn tâm sự như vậy ở giai đoạn này của khóa học, giai đoạn bận rộn đó của cuộc đời. Phúc à, bạn tên là Phúc. Sông có khúc, người có lúc. Cuộc đời sẽ có những khi mình bận rộn quay cuồng. Thầy cũng từng trải qua những giai đoạn giống như em đang trải qua. Có những giai đoạn căng thẳng như vậy kéo dài suốt cả năm trời.
Những ngày tháng đó là những ngày tháng tranh thủ từng phút, từng giây để vừa làm vừa học và vừa dành thời gian cho gia đình. Có những khi thì mãi làm, chẳng có thời gian để đi vệ sinh, đến đau cả bụng giống hệt như em. Vai thì nhức mỏi vì gõ bàn phím quá nhiều. Đến giờ thì cũng quên cả ăn cơm. Ăn cơm thì còn mãi nghĩ đến công việc không biết cơm như thế nào. Có những khi công việc trôi thì lòng nhẹ nhõm. Có những khi công việc còn mắc thì lại còn trăn trở dài dài. Có những khi lòng lại ngổn ngang, vẫn phải gác lại đó để lao vào làm việc, để phát triển bản thân lên tầm mới. Được cái là thầy cũng giống như em. Giấc ngủ của thầy về cơ bản là dù ở giai đoạn căng thẳng hay là bây giờ, dù bây giờ thầy cũng có sự căng thẳng nhất định ở trong mùa Covid và với nhiều mục tiêu ngổn ngang phía trước, thì đối với thầy giấc ngủ luôn luôn rất là êm ái. Giống như em, đặt lưng xuống là tỉnh dậy, là ngủ, đến khi tỉnh thì thôi, một mạch đến sáng luôn. Nhưng mà giờ nghĩ lại thì thầy thấy hóa ra những thành tựu khiến mình tự hào nhất lại là được thực hiện ở trong những giai đoạn khó khăn nhất và thiếu thốn thời gian nhất em ạ. À, thực ra những thành tựu ấy lại không tỷ lệ thuận với cảm giác có đầy đủ nguồn lực về thời gian và sức khỏe. Kể thì cũng lạ, nhưng mà đó là điều mà thầy nhận ra được qua nhiều lần như vậy. Không phải là cứ khi mình khỏe nhất, cứ khi mình có nhiều thời gian nhất là mình có thể đạt được kết quả tốt nhất đâu em. Nhiều khi, chỉ khi ở trong khó khăn, ở trong sự chật chội về lịch, sự eo hẹp về mặt thời gian, về nguồn lực, về sức khỏe, thì mình mới có thể tạo ra được những phút lóe sáng, tạo ra được những cái thành quả kỳ diệu mà mình không thể nào ngờ tới được. Dù sao thì em với thầy vẫn còn đang trẻ, vẫn còn đang ở trong những năm tháng tuổi trẻ. Mặc dù là mình không còn trẻ như thời thanh niên son rỗi nữa, để đi đường dài thì mình chắc là phải cân bằng hơn em ạ. Mình cần phải đảm bảo đầy đủ về dinh dưỡng mới có đủ sức khỏe và sự tập trung cần thiết. Thầy thì may mắn có vợ, thầy thích tìm hiểu về các chế độ dinh dưỡng, ăn healthy diet, chế độ ăn tốt cho sức khỏe. Cho nên là vợ thầy chăm sóc thầy rất tốt về mặt dinh dưỡng. Và những ngày mà bận quá, super bận, siêu bận, bận kinh khủng, thì thầy thường là phải uống sâm để tăng lực. Thầy dùng cao hồng sâm của Hàn Quốc, mua một lọ một vài triệu, nhưng mà mình dùng được rất lâu, dùng tận nửa năm trời. Thầy thấy khá là hiệu quả trong việc duy trì sự tỉnh táo và cái năng lượng của bản thân trong suốt cả một ngày dài. Mình có thể uống một chút vào buổi sáng hoặc là buổi trưa, đừng uống buổi tối, tại vì nếu mình uống buổi tối thì buổi đêm sẽ tỉnh không ngủ được. Nhiều khi mình bị hút vào công việc với sự tập trung cao độ trong một khoảng thời gian dài. Việc này thực ra lại rất là tốt về mặt tư duy, vì chỉ có khi mình tập trung sâu như vậy thì mình mới có thể thăng hoa được về mặt trí tuệ. Vì trí tuệ của mình cần đủ thời gian lấy đà để tạo ra được những phút lóe sáng, để tạo ra được những kết nối mới mang tính đột phá. Tuy nhiên, việc định kỳ rút ra khỏi công việc lại cho mình có những giây phút nhẹ nhõm bình tâm. Từ đó mà mình mới có thể đủ bình tĩnh để nhìn lại công việc đang diễn ra. Và nhiều khi chính giây phút thư giãn ấy, trong chính những giây phút thư giãn ấy, thì não mới mang tới cho mình những câu trả lời cho những vấn đề hóc búa. Hóa ra là không phải là mình cứ làm hùng hục là giải quyết được vấn đề đâu. Nhiều lúc mình đang thư giãn lại là đang làm việc năng suất cao nhất. Thế nên là dù thế nào thì em cần định kỳ có những giây phút thư giãn. Hãy coi cái việc thư giãn là công việc, có thứ tự ưu tiên, quan trọng với năng suất
công việc của mình, thì khi đó em sẽ có thể sắp xếp được thời gian để thư giãn cho mình. Không cần nhiều đâu, mà chỉ cần những mini vacation, moment vacation. Chỉ có những cái cần cái khoảng thời gian nghỉ ngơi rất nhỏ thôi. Có thể là lúc em đi vệ sinh, đi rửa tay hay là rửa mặt, hay là em uống một cốc nước ở nơi làm việc chẳng hạn. Mỗi lần như vậy, em đi chậm thôi, đi từ từ, chậm chậm, để ý cảm nhận từng bước chân của mình. Mình đang nhấc chân lên, đưa chân ra phía trước, đặt chân từ từ và chân chạm đất. Mình đổ người về phía trước, lại nhấc chân thứ hai, vân vân. Hoặc khi mình uống nước thì em hãy để ý là mình đang để ý quan sát tay của mình đang từ từ hạ xuống, đưa gần đến cái cốc, khẽ chạm vào cốc, nắm chắc cốc, đưa lên từ từ, đưa cốc vào miệng. Mình uống một ngụm nhỏ đầu tiên, đừng uống vội, cứ để nước ở trong miệng và em hãy nhai. Có một bác sĩ khá là nổi tiếng chia sẻ điều này, tức là mình hãy nhai nước, em hãy nhai nước một lát, thì khi đó trong miệng sẽ tự động tiết ra những cái enzyme có lợi cho cơ thể, em tự cảm giác thấy nước rất ngon, ngọt, tuyệt vời. Nhấp một ngụm ngụm như vậy thôi, cảm giác nó cũng đã đời hơn rất rất là nhiều so với là mình uống nhiều hớp nước khác nhau, thậm chí là những loại đồ ngọt khác. Đó, thì uống nước lọc thôi cũng được, nhưng mình hãy uống như vậy. Thì cứ nhấp từ từ như vậy, đừng để ý đến điều gì đó khác cả. Mình thực ra ấy, cũng là một sinh vật thôi. Mình cũng giống như con hươu, con nai thôi. Ăn cỏ, đi kiếm ăn, ăn cỏ. Rồi cũng có những phút thư giãn nghỉ ngơi, tắm nắng. Mình cũng vậy. Mình sống không phải là chỉ để làm việc, không phải là chỉ để cống hiến cho cuộc đời, mà mình sống là để mình sống. Vẫn phải có những giây phút để sống. Em vẫn sống được trong công việc với tư cách là một leader nhiều trách nhiệm, nhưng em vẫn có thể sống được trong từng phút giây của riêng mình, ở trong cái phút giây uống nước đó. Hãy cho phép mình được tận hưởng những giây phút đó. Cứ như vậy thì em sẽ có thể coi những cái giờ phút đó, những cái phút giây đó giống như là những mini vacation, những cái kỳ nghỉ nhỏ xíu. Đó là những cái phần thưởng nhỏ nhỏ cho mình sau mỗi nhiệm vụ mình hoàn thành. Giả sử như là mình chia công việc của mình thành 8 phần trong ngày, sau mỗi phần là mình đứng dậy để đi thư giãn. Lúc ấy thì em cũng có thể thực hiện việc massage cổ, vai, gáy bằng cách xoa hai lòng bàn tay vào nhau nhiều lần cho nóng ấm lên, rồi úp vào đôi mắt một vài lần để máu lưu thông, rồi miết sang hai bên, rồi dùng rõ ngón trỏ miết theo chiều của lông mày vòng xuống xoay quanh hai hốc mắt, rồi để như vậy là mình sẽ lưu thông được máu vào mắt của mình. Rồi mình có thể là dùng lòng bàn tay xoa ngược từ cằm, miết sang hai bên lên hai má, vòng lên qua thái dương, vòng về ôm về sống mũi khoảng 20 lần. Rồi mình massage ngang hai tay, ngang qua trán, ngang qua cằm, ngang qua miệng, rồi day day hai cánh mũi, rồi miết dọc sát cạnh hai tay trước và phía sau để kích thích máu nuôi tai của mình. Rồi xoa cổ phía trước, xoa cổ phía sau, để da cổ luôn luôn căng trẻ và lưu thông máu lên não. Mỗi động tác làm 20 lần, có lẽ là chỉ mất độ 5 phút thôi. Và trong 5 phút ấy, thì em hãy quên hết mọi sự trên đời, quên hết mọi điều bất thường đi, quên hết những gánh lo đi, những lo lắng của gia đình, của công việc đi. Chỉ 5 phút ấy tập trung vào chăm sóc bản thân mình. Em có được hiệu quả làm việc tốt hơn là nhờ mình biết chăm sóc chính bản thân mình. Khi đó mình sẽ có khoảng thời gian thư giãn, sẽ thanh thản hơn, sức khỏe sẽ tốt hơn,
da dẻ sẽ mịn màng hơn, hồng hào hơn. Thực ra thì dù mình bận đến đâu đi nữa, thì một điều vô cùng quan trọng là mình vẫn cần dành thời gian để chăm sóc bản thân mình, cả về thể chất và cả về tinh thần, vì cơ thể là ngôi nhà quan trọng nhất mà mình trú ngụ ở trong kiếp sống này. Mình phải quan tâm chăm chút nó, yêu thương nó, dù bận đến đâu đi nữa, thì nó mới ở bên mình dài lâu và ở trong thể trạng tốt, để mình có được những trải nghiệm trí tuệ có ý nghĩa cho cuộc đời. Và đôi khi là chỉ cần những lần 5 phút ấy thôi, chỉ cần một vài lần 5 phút ấy thôi, là mình có thể tạo ra được những sự thay đổi diệu kỳ. Mỗi ngày vài lần 5 phút, lâu dần sẽ thành thói quen nghỉ ngơi, tích cực, đan xen làm việc. Mọi điều vĩ đại trên đời này đều bao gồm từ những điều nhỏ bé. Mọi hành trình dù dài đến đâu đi nữa thì cũng bao gồm từ những bước chân nhỏ bé. Và một trong những bước chân ấy là những giây phút nghỉ ngơi trên hành trình. Thầy còn nhớ rằng một người chú mà thầy rất là kính trọng đã từng chia sẻ với thầy rằng: "Con à, không có cầu thang nào không có chiếu nghỉ." Câu nói rất đơn giản nhưng bao hàm triết lý của cuộc đời. Chẳng bao giờ mình có thể đi mãi, cố gắng mãi, đi lên mãi cả. Chắc chắn sẽ có những giây phút mình dừng lại để nghỉ ngơi, để lấy sức, để có động lực thì mới có thể có được những bước phát triển sắp tới trong cuộc đời. Có lẽ một cách khác nữa thì đó là khi mà em chơi với em bé chẳng hạn, ví dụ như em có con nhỏ, hoặc những bạn khác thì có thể có cháu, hay là có anh chị em có em nhỏ chẳng hạn, thì khi mình chơi với em bé ở nhà thì đó là một cách để mình nạp lại năng lượng. Giống như thầy, khi mà thời gian thầy chơi với hai con nhà thầy thì đó là giây phút nghỉ ngơi quan trọng, dù đôi khi là tương tác với con thì cũng khá là áp lực, khá là stress, nhưng mà nếu mà mình biết cách nghĩ đúng thì nó lại trở thành giây phút giúp mình nạp lại đầy năng lượng, thanh khiết và yêu thương. Có lẽ thầy dừng ở đây thôi. Việc em cân bằng được tốt thì sẽ là tiền đề để sau này em có thể tư vấn cho nhiều người thân của mình, có thể tư vấn cho đồng đội, cho cấp dưới của mình và cho con cái và các cháu của mình sau này. Việc em chăm sóc được cho bản thân mình là điều kiện cần để mình có thể lan tỏa được sự quan tâm tới người thân và đồng đội. Vì mình phải có khả năng chăm sóc tốt bản thân mình để duy trì năng suất lao động của bản thân luôn ở tầm cao, nhưng vẫn phải duy trì được sự cân bằng của bản thân trong đời sống, thì mình mới có thể là chỗ dựa, tinh thần và nguồn cảm hứng cho đồng đội và cho tất cả những người mà có duyên được gặp mình ở trong cuộc đời này. Đó sẽ là nguồn năng lượng không bao giờ cạn cho chính bản thân mình, người xung quanh. Tạm biệt các em nhé. Tôi hy vọng rằng là câu chuyện sẽ phần nào giúp các bạn, không phải chỉ là đang đi làm đâu, mà cả những bạn đang đi học, bận rộn quá, chúng ta có những cách nhìn mới về việc chăm sóc nghỉ ngơi bản thân.